Thaksin Đại Đế, quốc vương duy nhất của vương quốc Thonburi Simla. Mặc dù có gốc gác không phải người Simla, thế nhưng Thaksin và vương triều Thonburi của ông đã giúp đất nước này thu về một mối, đồng thời trở thành một thế lực đáng gờm, uy hiếp và thôn tính hầu hết các nước lân bang. Tiếc rằng càng về sau, Thaksin càng tỏ ra bất thường, thậm chí điên loạn. Chính điều này đã trở thành nguyên nhân đẩy cả ông lẫn vương triều mà mình nhọc công gây dựng đến chỗ diệt vong. Gốc gác Trung Hoa. Thaksin Đại Đế hay quốc vương Thonburi sinh năm 1734 tại kinh thành Ayutthaya Simla, nay là Thái Lan. Cha ông là một quan viên thu thuế gốc Triều Châu, Quảng Đông, Trung Quốc. Mẹ ông là một nữ quý tộc người Mông, em gái lãnh chúa vùng Phetchaburi. Ngay từ nhỏ, Thaksin Đại Đế đã được tể tướng trong triều đại của vua Boromakot nhận nuôi và ban cho tên Sin, trong tiếng Thái có nghĩa là tiền bạc hoặc của cải. Khi lên 7 tuổi, Sin vào học trong chùa Wat Kosawat. Sau 7 năm, cha nuôi lại gửi ông đi làm tiểu đồng vương thất. Sin đã học thông thạo các ngoại ngữ như tiếng Mân Nam, Việt Nam và một số ngôn ngữ tại Ấn Độ. Sau 3 năm làm tiểu đồng, Sin tham gia phụng sự cho quốc vương Ekatat, trở thành thống đốc của tỉnh Thác. Vì vậy mà ông được gọi là Phrayatak. Phraya nghĩa là thống đốc. Tỉnh này luôn gặp nguy hiểm vì giáp ranh với Miến Điện. Năm 1764, quân Miến Điện tấn công khu vực miền nam của Simla, sau đó tấn công thẳng đến kinh thành Ayutthaya. Sin tham gia đánh quân Miến, phòng thủ kinh thành, sau được ban tước thống đốc tỉnh Kamphenphet. Tuy nhiên ông chưa kịp nhậm chức thì chiến tranh lại nổ ra. Sin được triệu hồi để bảo vệ kinh thành. Trong hơn một năm, các binh sĩ Sim và Miến giao tranh ác liệt. Ngày 3 tháng 1 năm 1766, trước khi Ayutthaya thất thủ, Sin cùng với 500 tùy tùng đã phá vòng vây quân Miến, chạy đến tỉnh Rayong, bờ đông của Vịnh Thái Lan. Đến ngày 7 tháng 4 năm 1767, Ayutthaya hoàn toàn thất thủ. Thống nhất Simla, lên ngôi hoàng đế. Sau khi kinh đô thất thủ và quốc vương từ trần, Simla bị phân thành 6 phần. Trong đó, Sin kiểm soát vùng duyên hải phía đông. Cùng với người bạn Chao Phraya Chakri, Sin cuối cùng đã đẩy lui người Miến, đánh bại các đối thủ và tái thống nhất quốc gia. Lúc này ông được gọi là Hoàng tử Thắc. Tuy nhiên lúc này quân Miến vẫn đang chiếm giữ kinh thành Ayutthaya. Sau khi cướp phá hoàn toàn Ayutthaya, người Miến dần lơ là, chỉ để lại một số ít binh sĩ kiểm soát thành phố. Nhân lúc Miến Điện phải lo kháng chiến trước Đại Thanh, ngày 6 tháng 11 năm 1767, Sin đã dẫn 5.000 tráng sĩ tấn công và chiếm Thonburi đối diện Bangkok hiện nay. Sau chiến thắng chóng vánh này, ông tấn công đại doanh quân Miến tại Phosamten gần Ayutthaya, khải hoàn tiến vào cố đô. Sin thực hiện những bước đi quan trọng để khẳng định mình là người kế nhiệm xứng đáng. Ông đối đãi tử tế với dư đảng của vương tộc cũ, tổ chức đại hỏa táng thi thể của quốc vương Ekatat, giải quyết vấn đề định đô. Nhận thấy kinh thành Ayutthaya bị tàn phá nghiêm trọng, việc khôi phục sẽ là quá sức, lại thêm việc người Miến có thể tấn công trở lại, Sin quyết định lập kinh đô mới tại Thonburi. Thonburi là nơi khó xâm nhập bằng đường bộ, nên quân Miến sẽ khó mà tấn công. Thêm vào đó, nó còn có khả năng ngăn chặn việc thu thập vũ khí và thiết bị quân sự của bất cứ ai có tham vọng ly khai. Chưa kể, với địa thế sát biển, cả bộ binh và thủy binh đều có thể tham gia xây dựng công sự. Khi không thể giữ được trước một cuộc tấn công của kẻ thù, Sin có thể rút quân đến Chantaburi. Ngày 28 tháng 12 năm 1767, Sin chính thức lên ngôi quốc vương tại cung điện Wangdam, lấy danh xưng chính thức là Boromracha thứ tư và Phrasri Sanfet. Tuy nhiên, sử Thái thường gọi ông là quốc vương Thaksin, một sự kết hợp giữa danh xưng phổ biến của ông là Phrayatak và nguyên danh là Sin. Đôi khi Sin cũng được gọi là quốc vương của Thonburi, vì ông là quân chủ duy nhất của kinh đô này. Thonburi vốn chỉ cách biển 20 km, phù hợp với hàng hải, song quốc vương Thaksin không có thời gian để kiến thiết nó, do ông đang bận rộn với việc trấn áp các đối thủ bên cũng như khuếch trương lãnh thổ. Sau khi thiết lập vững chắc căn cứ quyền lực tại kinh đô, quốc vương Thaksin bắt đầu tiến hành tái thống nhất vương quốc, tiêu diệt các địch thủ địa phương. Ngay khi biết tin Thaksin lên ngôi, thống nhất Simla, năm 1767, quốc vương Sin Byo Sin của Miến Điện đã cho người đi chinh phục. Dù nhiều lần tấn công bất thành, nhưng phía Miến Điện vẫn không muốn từ bỏ.
Trong tháng 10 1775, cuộc xâm chiếm lớn nhất của Miến Điện đã nổ ra. Quân Miến khi đó tràn như nước lũ, nhanh chóng đã bao vây Phitsanulok. Cuối cùng thì quân Miến đã chiếm được Phitsanulok, song họ sớm cũng phải đối diện với tình hình thiếu hụt lương thực. Cùng lúc đó thì quốc vương mới của Miến Điện là Singu Minh lệnh cho quân rút khỏi lãnh thổ Sim. Nỗ lực khôi phục Simla. Thực tế, sau khi Thaksin lên ngôi, nhân dân Simla hầu hết sống trong tình cảnh bần cùng. Quốc vương nhận thức được tình cảnh của thần dân và hiểu rằng việc giải quyết các vấn đề kinh tế phải là ưu tiên chính. Ông tiến hành thu mua lúa gạo bằng tiền của mình, sau đó phân phối cho toàn thần dân. Ông còn hỗ trợ những người lưu tán trở về quê hương, mạnh tay xử lý tham quan. Nhờ vậy, kinh tế quốc gia dần được khôi phục. Thaksin cũng quan tâm đến các lĩnh vực nghệ thuật, trong đó có vũ đạo và kịch. Có bằng chứng rằng ông đã cho người đào tạo và thành lập một đoàn kịch vương thất tại Thamburi. Quốc vương còn viết 4 hồi cho đoàn kịch vương thất diễn tập và biểu diễn. Khi tiến về phía Bắc trấn áp phái Vravan, Thaksin thấy rằng các nhà sư ở miền Bắc không nghiêm chỉnh tu tập và vô kỷ luật. Ông đã mời những chức sắc từ kinh thành đến dạy và đưa họ trở lại với các giáo lý chính của Phật giáo. Quốc vương cũng cho phép những nhà truyền giáo người Pháp vào Sim để họ xây dựng một nhà thờ vào năm 1780. Về ngoại giao, quốc vương Thaksin phái 3 đoàn sứ thần đến Đại Thanh vào năm 1767. Đến năm 1772, Đại Thanh đã công nhận Thaksin là quân chủ hợp pháp của Sim. Sử Trung Quốc từ năm 1777 viết rằng, những hàng hóa quan trọng từ Sim là hổ phách, vàng, đá màu, quặng vàng tốt, bột vàng, đá bán quý và chì cứng. Quốc vương còn tích cực khuyến khích người Hoa đến định cư tại Sim. Các thuyền buồm của Sim cũng đến thuộc địa Surat của Bồ Đào Nha tại Goa, Ấn Độ. Tuy nhiên, quan hệ ngoại giao chính thức chưa được thiết lập. Năm 1776, thuyền trưởng Anh quốc gửi 1.400 súng kíp cùng các hàng hóa khác làm tặng phẩm cho quốc vương Thaksin. Sau đó, Thamburi đặt mua một số súng từ nước Anh. Thaksin cũng tích cực trong việc khôi phục pháp luật và trật tự trong vương quốc, thi hành một chương trình phúc lợi công cộng cho nhân dân. Tất cả chúng dân đem lại cho ông sự tôn trọng và tình cảm của nhân dân. Bởi thế, dù về sau bị lật đổ, ông vẫn được toàn thể nhân dân Thái Lan tôn sùng và ban tước hiệu Đại Đế. Tích cực khuếch trương thế lực. Quốc vương Thaksin cho rằng điều kiện tiên quyết để bảo vệ đất nước từ phía Bắc là phải trục xuất hoàn toàn người Miến khỏi Chiang Mai. Đến tháng 1 1775, sau hai đợt tấn công, thành Chiang Mai hoàn toàn thất thủ trước quân Sim. Nếu mất Chiang Mai, sức ảnh hưởng của Miến Điện tại Lào sẽ bị ảnh hưởng. Quốc vương Miến Điện vội vàng điều 6.000 binh sĩ tái chiếm nơi đây vào năm 1776. Hai bên chịu tổn thất nghiêm trọng, Chiang Mai bị phá hoại tới mức gần như là bình địa. Nhận thấy điều này, quốc vương Thaksin quyết định đưa những người dân còn lại đến Lampang. Chiang Mai trở thành một thành hoang và duy trì tình trạng này trong 15 năm. Năm 1769, xứ Cao Miên, Campuchia chìm trong hỗn loạn do tranh đoạt vương vị giữa hai anh em Non, sử việt chép là Nặc Nộn, và Tôn, sử việt chép là Nặc Tôn. Tôn được quân chúa Nguyễn viện trợ và giành thắng lợi, xưng là quốc vương Narai Raja, còn Non thì cầu viện Simla. Cuộc đấu tranh đã vô tình tạo cơ hội cho Thaksin khôi phục quyền bá chủ của Sim đối với Cao Miên. Năm 1777, vương quốc Champasak tại Hạ Lào sau khi nổi dậy không thành đã bị hợp nhất vào Sim. Trước đó thì quốc vương của vương quốc Viên Chăng ở Trung Lào cũng đã quy phục Thaksin. Về sau, quân chủ của vương quốc Luang Prabang ở Thượng Lào cũng sống lưu vong tại Sim. Tóm lại, Sim đã tạo ảnh hưởng đến toàn bộ lãnh thổ Lào. Năm 1770, quốc vương Thaksin phát động chiến tranh chống chúa Nguyễn nhằm tranh đoạt quyền kiểm soát Cao Miên. Sau một số thất bại ban đầu, liên quân Sim Miên đánh bại quân Nguyễn vào năm 1771 và 1772. Sau đó, khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ hất chúa Nguyễn khỏi đàng trông. Năm 1773, chúa Nguyễn làm hòa với Thaksin, trao lại một số lãnh thổ mà họ kiểm soát tại Cao Miên. Tuy nhiên, trong nội bộ triều đình Cao Miên xảy ra quá nhiều biến cố năm 1771, Thaksin sau đó quyết định tiến hành xâm chiếm luôn Cao Miên. Song trước khi bắt đầu giao tranh, bản thân vương triều của Thaksin cũng bắt đầu nảy sinh những rắc rối nghiêm trọng. Cuộc soán ngôi định mệnh. Tài năng là thế, nhưng đến những năm về sau, đường lối cai trị của Thaksin lại khiến cho hậu thế cảm thấy khó hiểu. Các sử gia Thái chỉ ra trong giai đoạn này,
ông hay lạm quyền trong việc thu thuế. Tiếp đó, do ảnh hưởng kinh tế của cộng đồng người Hoa di cư tăng lên theo thời gian, nhiều quý tộc Xiêm bắt đầu quay sang chống lại ông. Bản thân quốc vương cũng bắt đầu trở thành một người cuồng tín. Năm 1781, theo thư từ mô tả của các nhà truyền giáo người Pháp gửi về nước, Thaksin có dấu hiệu bị điên. Ông tin rằng bản thân sau này sẽ thành Phật. Ông bắt đầu thực hành thiền, giảng đạo cho các nhà sư, thậm chí còn kích động chia rẽ Phật giáo. Quốc vương không còn niềm nở với người ngoại quốc cư trú hoặc đến giao dịch tại Xiêm. Còn theo Đại Nam Thực Luật của nhà Nguyễn, lúc xảy ra loạn Phrayesan, hai anh em tướng quân Chaupraya Chakri đang chiến đấu ở Cao Miên. Khi hay tin Thaksin bắt giam vợ con mình, họ đã giảng hòa với tướng Nguyễn Hữu Thụy của chúa Nguyễn, quay về kinh thành, ngầm sai thủ hạ sát hại quốc vương. Theo biên niên sử Vương Thất Thái, tướng quân Chaupraya Chakri đã quyết định xử tử Thaksin. Ông bị chặt đầu trước pháo đài Vichaybrasit vào ngày 10 tháng 4 năm 1782, thi thể được an táng tại Wat Bang, Yiruyatai. Vương triều Thamburi mà ông hết lòng gây dựng cũng diệt vong từ đó. Như một định mệnh, tướng quân Chaupraya Chakri chính là cậu bạn Thong Doan ngày nhỏ của Thaksin. Sau khi hành quyết quốc vương, tướng quân đã lên ngôi vua, thiết lập vương triều Chakri kéo dài tới tận bây giờ tại Thái Lan. Ban đầu, hoàng gia Thái Lan luôn kiêng nhè nhắc đến Thaksin. Tên tuổi của ông cũng vì thế mà chìm trong quên lãng suốt nhiều năm. Sau năm 1932, khi chế độ quân chủ chuyên chế nhường chỗ cho thời kỳ dân chủ, Thaksin mới được tôn trọng hơn trước, trở thành một trong những anh hùng dân tộc. Tượng của Thaksin được dựng tại Thonburi vào năm 1954. Lễ bày tỏ sự tôn kính của vương thất được tổ chức vào ngày 28 tháng 12 hàng năm. Năm 1981, nội các Thái Lan thông qua nghị quyết truy tặng Thaksin tước hiệu Đại Vương. Ngân hàng Thái Lan cũng ban hành một loạt tiền mang tên Đại Vương với 3 mệnh giá 10, 20 và 100 bạc. Một lăng mộ của quốc vương và một miếu thờ gia tộc được xây dựng tại huyện Trần Hải, Quảng Đông vào năm 1921, nơi được cho là quê cha đất tổ của ông. Với các sử gia hiện nay, Thaksin có thể được nhìn nhận là người khởi thủy, nhà lãnh đạo với phong cách mới, thúc đẩy phi tập trung hóa quyền lực vương quốc, thậm chí có tham vọng tạo nên một thế hệ quý tộc mới, có nguồn gốc là các thương nhân người Hoa. Dù có thế nào, công lao thống nhất và giúp Xiêm La bành trướng của ông vẫn là điều không thể phủ nhận. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!